Xin chào tất cả quý vị khán giả, rất vui khi gặp quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Sao hãy chữ. Chương trình trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình Sao hãy chữ sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát rất là nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, và qua đó chúng ta sẽ biết về cuộc sống của ông bà ngày xưa thông qua những câu ca dao nói về lao động sản xuất hoặc là nói về những tâm tư tình cảm của những người nông dân. Và đến với chương trình này, những người chơi bắt buộc sẽ phải đưa ra những đáp án hoàn toàn trùng khớp với đáp án của chương trình, là bởi vì như chúng ta cũng biết, ca dao có tính chất truyền khẩu, truyền từ đời này qua đời khác hoặc là từ vùng miền này qua vùng miền kia, cho nên sẽ có những cái sự khác biệt và ta gọi đó là những dị bản. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với những người chơi để hôm nay xem họ có vượt qua được những thử thách của chương trình hay không nha. Xin mời các em. Xin chào tất cả những người chơi. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với trước tiên là cặp vợ chồng vũ công quen thuộc trên sân khấu, Xuân Thảo và Đình Lộc. Hôm nay sao hai vợ chồng làm gì mà tin quá trời tin vậy? Dạ, lâu lâu phải trẻ lại. Lâu lâu trẻ lại hay bên em đây trẻ mặc mà, đồ em còn trẻ mà. Trẻ măng đúng không? Ủa rồi chồng em bữa nay sao chơi cái đầu ngội? Không, thật ra là giấu cái sự già đi anh. Giấu cái sự già. Ê gì đừng nói. Em vừa mới nói em trẻ xong mà bây giờ em giấu cái sự già. Tiếp theo bên đây hai người trẻ thiệt nè. Thiệt trẻ nè, đó không? Áo trắng nực kia tinh khiết như sương như mai buổi sớm vậy đó. Hằng Ping Pong. Nghe cái tên thì kêu được không? Dạ hôm nay không biết vì sao mà em không hẹn nhau tự dưng mặc áo trắng giống nhau anh ạ. À vậy hả? Dạ. Chắc là cũng có thần giao cách cảm gì đó. Còn cậu trai đứng kế bên kia, Phương Nam. À, dễ thương không? Diễn viên, người mẫu. Còn Hằng Ping Pong đó là ca sĩ. Tại vì gọi cái tên của em mình phải gọi vậy mới nghe được âm thanh của nó. Bờ nhẹ anh ơi, chứ không phải là ping nhỉ. Đúng vậy, đúng vậy. Thì nếu mà Ping Pong không, đúng không? Dạ, mình sẽ make over lên một tí. À, ok. Chứ gọi Hằng Ping Pong bình thường, đúng không? Dạ. Hằng Ping Pong bình thường, đó Hằng Ping Pong, người ta chú ý. Đến với chương trình này là chúng ta sẽ phải đoán những câu ca dao của Việt Nam hoặc là những câu thơ lục bát. Vậy thì hỏi các em có tự tin về cái vốn ca dao của mình không? Mà lúc đi học thì có, mà nghỉ học cũng lâu rồi phải không? Bây giờ hơi cho trả chữ lại cho thầy cô hết trơn anh. Trả lại hả? Chà hơi khó. Còn bên đây sao nè Nam? Em chắc là nhỏ nhất trong bốn người chơi ngày hôm nay đó. Em thì tự tin. Câu wow. Hay đó. Trời tự tin. Câu hay quá trời. Còn Hằng sao em? Thường anh thấy mấy bạn ở phía Bắc á giỏi thơ văn đúng kia lắm luôn á. Không, em cũng không dám chắc đâu anh ạ, bởi vì dạ, đôi khi có thể mình biết từ đó nhưng mà cả cụm thì mình cả sẽ nhớ thì nhưng mà có thể là từ nào đấy trong cụm vợ em. À, đó là cái khó của chương trình Sao hãy chữ. Và hôm nay các bạn tuy đã đứng thành hai đội hình rất là chuẩn, một bên áo trắng tinh xương như mơ như mộng, một bên là cặp vợ chồng đã có con. Nhưng chưa chắc gì các bạn có thể đứng được cái đội hình như mơ như thế này. Chúng ta sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ, và người nào chiến thắng trong cái trò chơi này, người đó sẽ được quyền chọn người bạn đồng hành của mình. Trò chơi như sau. Ở đây anh sẽ có hai cái miếng tròn, hai bạn sẽ thi cùng một lúc. Và trên cái miếng tròn này mỗi bạn sẽ để một trái banh bàn. Đây, từ ở dưới đi lên trên. And đi làm sao cho nó thăng bằng. Ôi sao dễ quá vậy. Đó, và bỏ trái banh này vô trong cái hộp ở đây. Bạn nào mà mang về 4 quả trước thì bạn đó sẽ thắng. Hai người phụ nữ thi trước, hai người đàn ông thi sau. Sau đó, người chiến thắng của hai đội nhỏ sẽ tiếp tục thi thêm trận chung kết nữa, chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Rồi, mời Hằng và Thảo xuống đây. Chuẩn bị. Ôi ôi. Ôi ôi. Khó thế. 1, 2, 3, bắt đầu. Ai được 4 trái trước, người đó thắng. Ôi. Ôi. Ghê vậy? Ôi. Kéo quá. Ghê vậy? Hằng được 1 trái. Ghê vậy? Ghê thiệt. Ô. Ô. Đó. Chiêu quá. Đó. Hai trái. Đó. Ba trái. Nhầm quả, nhầm quả. Trả lời, trả lời, trái cuối cùng, trái cuối cùng, trái cuối cùng. Bốn trái. Hằng Ping Pong đã về đầu tiên, Xuân Thảo về sau. Trận đầu tiên Hằng Ping Pong chiến thắng. Tiếp theo, hai người đàn ông đâu có đơn giản vậy nữa. Nhìn thấy đơn giản tôi không chịu được. Bây giờ hai bạn phải vừa đi, vừa tưng như thế này, tưng như thế này. Làm sao mỗi cùng tưng như trong cái hộp đó thì coi như các bạn chiến thắng. Chủ bị Phương Nam và Đình Lộc bắt đầu. Úi thôi nhẹ nhàng, thôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Lộc ơi, Lộc ơi, Lộc. Lộc ơi, em phải tưng lên cái Lộc. Em chơi dạng dạng chị Lộc. Ai có nhẹ em hả? Nhẹ thôi. Tiếp, tiếp, Nam, tiếp.
Tân lên nha Lộc. Đó, rồi Nam vớt luôn. Hai tay như Lộc, Lộc làm ok đó. Rớt, chạy về. Dạ, ủa nè, sao anh ơi, này chắc nè làm đơn giản không, em làm khó khăn quá vậy. Nè chắc khỏi vô game chính luôn anh. Cái này được tiến vào trái, lập hai trái rồi, Nam lại lên. Không được tiến vào à? Em đến nơi rồi mới rơi. Hey. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao mình thấy làm lố cái là nó ra ngoài liền. Cái gì vậy Lộc? Rớt. Rớt luôn. Chưa. Ráng lên. Chung ấy. Đó. Ba trái rồi. Ủa Nam ơi, em chưa vô được trái nào luôn đó. Em không biết sao. Thôi chị thua đi. Hey. Bốn cái. Ôi rớt. Em đi. Lên. Trời ơi, chơi tới cùng. Cái gì vậy Lộc? Vũ công gì đi mới có mấy vòng la mệt. Trời bình ơi. Thường nhảy đùng đùng thì sẽ không sao. Rồi rớt nữa Lộc ơi. Được cái ăn ủi của Nam. Ừ đó, ra được cái về xe. Ok. Vô. Hay quá, Lộc ơi, em là người chiến thắng. Và trận cuối cùng, mời Đình Lộc với lại Hằng Binh Bon. Chuẩn bị. Hai cái nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Đi. Đi thẳng đi. Khó. Thôi cái nó không có rớt đâu, đi nhanh lên. Một trái. Cái này khó quá à. Ủa em đòi. Bên kia thì vô hai trái rồi kìa. Ủa? Ôi. Ba trái rồi. Ủa trời ơi, thấy trên có ba trái hả? Anh nghĩ. Ủa hai bên kia thắng rồi. Thằng bên kia năm trái luôn rồi. Trời ơi, hết luôn rồi. Bên đây 7 trái luôn chứ mình chơi dằn mặt vậy đó. 7 trái, Hằng Binh Bon cuối cùng là người chiến thắng. Yeah. Rồi, ba người thua cuộc đứng đây, em ở đâu kia đứng nè. Ba người thua đứng đây. Hằng, em đi em lựa đi Hằng. Trai trẻ, trai đẹp. Gái có con trong người. Em chọn ai? Em thích mô hình nào? Em thích mô hình chất lượng. Chất lượng. Và đó sẽ là một mô hình chất lượng và em cần một người biết về câu tục. Vậy thì em sẽ chọn ai giữa hai người này? Em sẽ chọn bạn Lộc. Yeah. Mời Lộc về với Hằng Binh Bon. Còn bên đây, ủa em ơi, nó em nè, nó nhỏ lắm luôn đó. Nó có em mới 18 tuổi anh nghĩ. Dạ, 18 tuổi à. Em ráng cố cho nó dễ thương như bé đó phải không? Như vậy là chúng ta sẽ có hai đội. Các em hãy chọn cho đội mình một cái tên rồi đó, dễ gọi, dễ nhớ, dễ kêu. Rất dễ anh ạ. Tên gì? Nhìn đội em thôi là biết đội em. Hai đứa đều thần đồng. Trời ơi, thần đồng thôi. Thần đồng. Bên đây thần đen hả? Lặng. Không, em hôm nay em mặc quần đỏ, đội em lấy số đỏ. Ủa rồi, chị Thảo cái đó có màu gì đó liên quan không? Có đây, có đây. Trời đất ơi, có một cái lưỡi chút anh. Rồi, cũng được. Thần đồng, gan quá. Bên đây, số đỏ, mời hai đội về vị trí. Đối với chương trình này chúng ta có 3 vòng thi. Đội nào mà có điểm số cao nhất sau khi kết thúc vòng 2 thì đội đó sẽ được bước vào vòng 3 là vòng đặc biệt. Còn đội nào thấp điểm hơn sẽ phải chia tay với chương trình. Ở vòng 1 và vòng 2 mỗi vòng chúng ta sẽ có 3 câu ca dao hoặc là 3 câu thơ lục bát nào đó. Và chúng ta sẽ phải đoán ra những câu đó là những câu gì. Trước tiên, để cho không khí hôm nay của chúng ta thoải mái hơn, các em không bị căng thẳng, anh xin dành tặng cho mỗi đội chơi mỗi đội 20 triệu. Trời ơi, đại gia. Vốn dĩ là một người hào phóng. Hào sảng quá. Em ước gì đó là tiền mặt. Chuyển khoản nó cũng là tiền mà em. Đúng không? Coi như là mỗi đội đang có trong tay mình 20 triệu. Và các em sẽ dùng cái số tiền đó xem như là cái tiền làm vốn cho đội của mình trong ngày hôm nay. Và khi trên màn hình của các em hiện lên một câu ca dao nào đó, nhưng nó được mã hóa bằng những ký tự, chúng ta cần phải đoán xem nó là câu gì. Nhưng để đoán được mình phải có gợi ý. Tức là mình sẽ được mở lên những cái ô mà mình lựa chọn để mình coi những cái từ đó nó liên quan tới cái câu ca dao nào mà mình đã từng đọc qua. Và để mở lên một ô như vậy phải tốn tiền, chứ không phải ở không mà tự nhiên ai mở cho mình. Khi các em đọc được những cái từ gợi ý đó kèm thêm với một cái lời gợi ý của anh nữa, à biết câu này rồi, thiệt nhanh, lên đây giật cái dùi. Mà thường công việc này nên để cho hai người đàn ông chân dài chạy nhanh giật cái dùi quánh. Quánh một cách mãnh liệt vô cái chiên của anh một cái. Mua quyền trả lời. Ở đây chúng ta có hai cái bảng nhỏ này. Là cái bảng khi các em cần đến cái quyền trợ giúp. Có 3 quyền. Số 1 đó là cái quyền mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai là cái quyền đánh chiên trả lời miễn phí.
Quyền thứ ba là nếu như đến vòng 2 mà cái đội nào đó vốn liếng gia tài eo hẹp quá, sắp sửa tuyên bố phá sản, thì cầm cái bảng dơ lên, anh sẽ cung cấp cho số vốn làm lại từ đầu. Vốn bao nhiêu là tùy anh, lúc đó anh sẽ cân nhắc mà gửi đến cho các em. Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1, vòng khởi động của Sao Hay Chữ. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đã đến với vòng 1, vòng khởi động của Sao Hay Chữ. Và câu đầu tiên của chúng ta như sau. Mẫu chữ sao đội số đỏ. Bây giờ các em cân nhắc xem mình muốn mở cái ô nào. Em nghĩ là mỗi chữ thì mình lấy cái chữ đầu mình sẽ dễ đoán hơn là mình lấy chữ giữa. Thì có một cái A đầu là mình này. Và chắc cái này là một là 4 chữ hoặc là 2 chữ thì mình lấy cái A4. Và bên này thì mình lấy cái B1 và B5 đi. Ba từ thôi. A1, A4, A1, B1 và B5 đi. A1, B1 và B5. Sao em, mình mua bên nào? Lấy A3 nhé. Dạ rồi. A3, A6 và B6. Ok rồi. Luôn. A3, A6 và B6. Dạ. Rồi, anh sẽ đọc gợi ý. Hình tượng người phụ nữ làng quê xưa, suốt đời tảo tần, nặng tình với gia đình làng xóm. Mở ô chữ. Trời ơi, khó quá. Phiền. Trời ơi, nó không nằm trong đầu em luôn á anh ơi. Có đoán được chút nào không? Dạ không. Nhớ lại coi những cái câu mà mình đã từng nghe qua rồi mình đoán. Đó, cái gì? Đó. Cái gì đi, gì gì mưa, tối gì gì, ai đưa gì gì. Chà, nhiều gì quá ha. Đây là mấy cái câu mà bà mình ngày xưa, mẹ mình ngày xưa vẫn hay ru mình ngủ. Nếu cả hai đội không có đáp án, anh sẽ mở một cái lượt bán thứ hai. Mỗi nhà là được mua thêm 3 ô. Nhưng điều đó có nghĩa rằng chúng ta đầu tư cho câu đầu tiên này hơi nhiều tiền. Em biết rồi anh ơi. Lên đánh chiến. Đánh không, đánh không. Biết rồi mà cứ bình tĩnh. Mình phải sáng suốt. Thế bên đây Thảo với anh Nam cũng bàn luận sôi nổi quá nè. Rồi, chơi đại với chị. Chơi không? Em được câu trên rồi và bây giờ em còn đúng 3 cái nữa thôi. Trời, vậy là nhiều quá đấy em. Mình chơi lớn luôn. Đánh luôn ha. Vậy em nói nha. Em nói để bọn em chơi lớn luôn anh. Lên quán chiên, chơi lớn luôn. Trời. Bên đây biết rồi mà ngồi im chưa? Dạ không biết ba, cái này không có biết. Rồi, bây giờ nghe bên kia người ta đọc nè. Chắc chắn sai luôn. Đáp án của bọn em là cái cò đi chợ trời mưa, tối đêm mù mịt ai đưa cò về. Chốt. Chốt luôn. Đây là đáp án. Hơi sai nhẹ đúng không? Mém đúng. Mất 1 triệu rồi. Họ đã đưa ra được những cái từ mà anh nghĩ rằng không nghĩ ra mà họ vẫn nghĩ ra đó nha. Sao bên đây có gì không? Cái cò, nãy là gì? Cái cò đi. Bên này bánh chiên không? Không, tối đêm mù mịt. Lên đi, lóc chạy lên đánh luôn. Đánh không? Bên kia ta chơi lớn mà không lẽ bên mình chơi nhỏ. Ủa, thật chơi đi chị ơi. Hai chục triệu luôn. Hai chục triệu lận. Chơi luôn. Quấn cho đáng tiền. Đó, trời đất ơi. Quánh mà tôi sót cái chiên của tôi luôn á. Em nếu có sai đừng có trách chị. Em cầm đâu ở đây anh? Anh vốn nhiều lắm, anh nghĩa cho. Cái cò đi đón cơn mưa. Tối đêm mù mịt ai đưa cò về. Chốt chưa? Chốt chỗ anh chốt. Chốt em. Đây là đáp án. Sai. Gần đúng. Sai có một từ thôi. Từ gì anh? Không nói. Không nói. Sai một từ thôi. Có ai muốn sử dụng cái quyền miễn phí mở một ô chữ không? Thôi nhưng mà đây mới câu đầu tiên mà. Em. À, em gì? Lên quánh chiên. Nghĩ ra lên quánh chiên. Nhá. Quánh chị. Quánh một cái 1 triệu, quánh ba cái là ba. Sao đoán đi. Này nha. Dạ. Cái cò đi đón cơn mưa, tối mưa mù mịt. Kìa xíu, kìa đọc lại. Từ từ em bình tĩnh. Xong chưa? Tối sáng đi. Ồ, tối sáng mù mịt, trời ơi. Chắc đột quỵ quá. Sao? Cái cò đi đón cơn mưa, tối mưa mù mịt ai đưa cò về? Hay tối về đi. Tối? Tối về mù mịt ai đưa cò về? À đúng rồi. Cái cò đi đón cơn mưa, tối về mù mịt ai đưa cò về ạ? Chốt chưa? Có hai chữ về ạ? Chốt đi. Chốt đi. Đây là chốt. Sai. Bên này đánh chiên. Sao câu gì?
Cái cò đi đón cơn mưa à. Tối tăm mù mịt ai đưa cò về. Chốt chưa? Chốt ạ. Đúng tối rồi. Tối tăm mù mịt. Cái này là ý kiến của ai vậy? Ý kiến cái chữ tối tăm là của Thảo hay của em vậy Nam? Của em và chị Thảo. Của em và Thảo luôn đúng không? Hai chị em khá lắm. Hai chị em thuận ý với đúng nhau rồi, lắm. Đúng rồi. Thì anh có nói gì đâu. Đúng rồi. Yeah. Tối tăm mù mịt. Cái cò đi đón cơn mưa tối tăm mù mịt ai đưa cò về. 10 triệu dành cho đội Đó. Câu 2. Mời ô chữ. Đây, các em chọn đi, muốn mở ô nào? Bình thường thì mấy cái chữ đầu này mình sẽ biết rồi. Thế em nghĩ là mình sẽ chọn những cái chữ giữa đi. A3, B2 và B6 đi. Thảo, sao em được không? Sắc Thảo đang suy nghĩ anh. Sắc Thảo đồng ý. A3, B2, B6 anh. A3, B2, B6. Bên đây. Nói chứ mình nghèo rồi mua ít thôi em. Cái gì đó mình mua 2 ô thôi. Em 1 ô thôi. Thiệt, 1 ô thôi nghèo mà. Ôi thích nhá. Ô thôi. Dạ. A1 đi nhá. Em 1 hoặc B4. Không, em nghĩ là A5 đi chị ơi. A5 B4 đi. Là trừ tiền bên kia nữa hả hay sao? Ở trên 2, ở dưới 2 đi. Để cho nó. Rồi ok là cho em chọn number 1 A1. A1. Bên này mua 1 ô thôi, nhà nghèo rồi. Thua cái muốn phá sản luôn rồi đó. Hai người đàn ông chuẩn bị chạy nè. Nha. Câu này dễ. Như vậy hằng. Đàn ông anh. Em ngồi xuống. Em đàn ông hả? Em đàn ông hả? Lộc chuẩn bị sải giò ra chạy nè. Lộc. Câu ca dao về sự tôn sư trọng đạo. Hằng quánh trước rồi. Đây, tập trung. Biết cái gì chứ mà mở đánh chi. Tập trung. Bây giờ nghe nè. Nghe người ta đọc, nhiều khi người ta đọc đúng giống như nãy sai con từ một mình hốt luôn, đúng không? Mình là cái kiểu như mình chơi không hay mà mình chơi cơ hội đó em. Bị em nghĩa vụ rồi. Rồi, đọc anh nghe xem. Câu này em chắc khoảng tầm 80%. Đọc anh nghe. Muốn sang thì bắt cầu kiều. Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy kỳ không? Phải yêu lấy thầy hay thì yêu lấy thầy? Phải đi, phải nó tự đi. Nguyện hơn. Thì phải nó đúng. Bị ấy quá. Muốn con không thì nhưng mà thì nó mới đúng. Em thấy phải nó mới là bắt buộc đấy. Chớp nào. Dạ, em chọn chữ muốn sang thì bắt cầu kiều. Muốn con hay chữ thì hả? Thầy đi. Thì yêu lấy thầy. Chốt chưa? Dạ, chốt. Các bạn phân vân giữa chữ phải và chữ thì. Trong khi đó không phải chữ đó. Đình Lộc nói rằng hồi nhỏ em học là cái chữ phải đúng không? Anh cũng vậy. Để em anh ơi, chú bị em đứng chơi cái gì chú bị? Ủa nãy chị đóng chị đây là đáp án chú bị chưa? Ăn một triệu rồi đó. Anh ơi trừ 1 triệu đi. 1 triệu gì tội tài lanh không? Đúng anh ạ, à, trừ 1 triệu. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Hay vậy. Em cứ tưởng là chữ phải làm mình ra sức. Yeah. Đúng rồi. Không, thật ra đúng cái câu mà mình nghe quen tai và mình học là phải yêu lấy thầy. Yeah. Muốn sang thì bắt cầu kiều, hoặc là sang sông thì bắt cầu kiều. Dạ. Hoặc là muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Đó. Nhưng mà cái câu này nó cũng là một trong những dị bản của ca dao. Thì nó dùng từ thì. Mỗi kiểu dành cho đội Thần Đồng. Yeah. Câu số 3. Mời ô chữ. Đây, lần này cho bên đây chọn trước nè. Em một ô tiếp chị. Một ô tiếp. Đâu được em, mình mới lấy lại vốn xong mà. Thật mình phải hào sảng lên anh chị ơi. Ừ. Bao ô đi. Không em nghĩ thế này này. Mình nên có một chút tiết kiệm. Nếu trong trường hợp mà các bạn em đã chọn xong rồi. Rồi tiếp tục là đội bên kia chọn đúng không anh? Nếu em cảm thấy thiếu vắng một điều gì đấy mà em cần thì em có thể mua thêm mà đúng không? Được. Nên em quyết định mua 2 ô thôi. Ô nào? Hay mua 1 ô thôi. Hai ô đi, chợ tiệm người ta nói mình kèo chứ sao. Vừa mới thắng xong đấy. mình đang kinh doanh mà, ok. Vẫn A1 number 1 đi ha. Với lại B5 hả? Dạ, A1 B5. A1 B5. Thế đội, thế thì đội em cũng mua 2 ô luôn đi. À, vừa rồi cũng hơi nghèo một ít rồi. Bọn em lấy A6 B6. A6 B6 A1 B5. Gợi ý. Câu ca dao thể hiện sự nhớ mong đợi chờ trong tình yêu được so sánh với kim loại có giá trị. Mở ô chữ. Sao có chữ mặt nàng nhỉ? Nghe nó lạ lạ ta. Chị Hằng có thấy thiếu không? Chị mua thêm đi chị. Bên kia giàu có quá, mua thêm đi. B1 cho bạn bè ấy với. Đó, mua B1 đi, hợp lý. Mua đi chị. Trước hết thì chúng ta cần một chút khoảng không gian, một chút xíu để suy nghĩ được không các bạn? Dù cho tháng năm kia.
Em ơi. B1 hoặc là B2 gì đi. Thật sự luôn, cái mặt nàng nghe chứ mặt nàng là nó lạ lẫm lắm. B1 đi anh, B1 đi anh. Thế nhờ. B1 đi nha. Em bình tĩnh nhá. Không thì bây giờ đội chị mua thêm một ô, đội em mua thêm một ô. Ừ. Không biết nổi đâu, cái câu này khó lắm. Chị chọn ô đi. Ừ thế B1 đi. Dạ. B1. Bên kia. Em bảo em mua A4 á. A4. Mở ô chữ. Bạc vàng gì. Dù. Trời ơi, câu này không dù nà na bạc hay chưa học luôn á. Câu này chưa học luôn. Nà na nà mặt có cái ra nhiều mới câu hay lắm. Bạc với vàng là em đây thấy tốn tiền lắm luôn anh ạ. Thật sự luôn. Em đoán được cái ngữ điệu rồi nhưng mà không biết được là cái từ gì thôi. Cái ngữ điệu ai cũng đoán được cái từ em ơi. Nó quan trọng đoán cái từ gì kìa. Nếu các bạn không có đáp án, chúng ta sẽ mở lượt bán thứ hai. Mở đi anh, okay. Mở đi anh. Mở lượt bán thứ hai. Bên đây mua ô nào? Thế vậy mua B3, B7. B3, B7. Wow, giàu đại gia. Giàu lắm. Hào sảng lắm chị. Nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi học. Ồ. A3, B2 nhá. Hai ô luôn hả? Hai ô đi, bên mình hai ô, bên bạn hai ô. A3, B2. Mở ô chữ. Dù chơi cho bạn hay mạng. Dù chơi cho bạn. Ê! Đánh chiên không? Qua. Nam lên đánh chiên nhanh. Em đánh. Nhanh. Hey. Trời ơi, mình đã chậm nhất một chân mong. Rồi. Đóng nha. Dù ai cho bạc cho vàng chẳng bằng trông thấy mặt nàng hôm nay. Chốt ạ. Vậy là hôm nay nó mới nhớ. Ngày hôm qua nó không thèm nhớ. Ủa thế rồi. Hằng. Chuẩn bị. Dạ. Đây là đáp án. Chính xác. Yeah. Đầu tư quá sang số này. 10 triệu dành cho đội số đỏ. Đầu tư hợp lý đúng không? Phải nhanh chân hơn đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem coi mỗi đội có bao nhiêu tiền thưởng nha. Đội số đỏ đến bây giờ thì số tiền thưởng các em đang có là 31.500.000 đồng. Chúc mừng. Wow. Thằng Đồng kèm rất lanh. Luôn chạy lên đánh chiên trước. Luôn có những cái ô em biết rồi. Nhưng sai. Số tiền thưởng em có bây giờ là 22.500.000 đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 của Sao Hay Chữ. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 2 của Sao Hai Chữ. Vòng này có tên gọi là ô chữ độc quyền. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. Mời ô chữ. Đội đang thua súc, cho nên các em được quyền mua trước. Hãy chọn những vị trí chiến lược đắc địa. Chỗ này quan trọng nha. Chữ không nào biết được, nó cũng giống như lúc nãy thôi. Hai dãy. Dãy A, mặt tiền thoáng mát, mặt nở hậu, mặt tiền dễ bán. Crop top đầu đuôi không? Crop top đi. A1, A6, A4 gì đó. Mua 3. Ừ, mua 3. 2, 2, 3. 3 đi, 3 đi. Lát mình dụ mua, bên kia mua. A1, B3, B6. A1, B3, B6. Dạ. Bên đây, anh chị muốn mua lô đất nào? Công ty của em có 2 dãy. Mặt tiền thoáng mát, phía sau nở hậu. Có lô nào đang khuyến mại không anh? Lô A6 ngon, A6. Nên mua. A6, B7. A2, B7 cũng ngon đấy. A6 và B7 ạ. A2, A6, B7 và B7. Rồi, gợi ý. Câu ca dao nói về đức tính coi trọng lễ tiết phẩm hạnh của những người phụ nữ khi đã có gia đình. Mở ô chữ. Ô của mình quan trọng quá, mà mình cũng không biết câu này luôn. Các bạn có thể mua bán với nhau. Chúng ta nên đến một chút đi. Chị kết hôn rồi mà. Anh chị ơi, bên mình mở bán bao nhiêu một ô đấy ạ? Bao nhiêu kìa? 10 triệu ô, không chị? Em bình tĩnh, em bình tĩnh. Trời ơi, thật dũng quá vậy. 10 triệu. Chị xem đấy, chồng chị đấy, chị làm sao chị mặc cả đi. 10 triệu giá hơi cao. Chị bán bao nhiêu ô hả? Ừ. Mình cứ kêu Thảo, em. Sao em? Em muốn mua bao nhiêu em cứ lên tiếng. Mua 3 triệu thôi. Trời ơi, 3 triệu là hơn có cái chiên có 1 triệu thôi hả? Đúng rồi. Cái chiên người ta 2 triệu, mua cái ô 3 triệu. Mua cái ô đó là gấp 3 lần cái bình thường rồi. Sao Thảo, em có ý kiến gì với chồng em hay không? Có bán không? Có bán mình 3 muốn triệu mua không? Nào? Mua nào?
Mình mua xin mua B6 á. B6 bán, bán không chị? Bán giờ bán không đi. Biết nữa. Đằng nào mình cũng biết rồi. Bên kia cũng biết con này là đúng. 6 triệu hả? 6 triệu ạ. 6 triệu. Trời, gấp đôi luôn. Mặc cả đi chị, mặc cả đi. Thôi 3 triệu thôi. 3 triệu thôi mới lấy nè. Dạ. 3 triệu lấy chốt giá nè trời. Dạ thực sự thì nếu mà có hạ thì chúng ta cũng không nên. Cái vấn đề là cái ô B6 này quan trọng đúng không? Cái chữ này khó đoán ra. Đúng rồi. Bên kia người ta đòi 3, bên đây mình đòi 6. Bây giờ mỗi người lên chút xuống chút. Đúng ạ. Đúng không? Nó tụt một phát xuống nửa thì thành ra nó lại Vậy hàng muốn nhiều? Dạ thôi nếu mà có giảm, giảm 500 ngàn. Trời ơi, 5 triệu. Đừng có lấy số lẻ. Em nghĩ mình lấy giá sàn được rồi, 5 giá triệu. Giá sàn 5 ấy. Triệu đó. 3,5 triệu đi chị. Bộ mấy bà là phải trả giá mệt. Thôi thì đây là một cuộc đua. Nhưng ở bên ngoài chúng ta là những người bạn. Giảm 1 triệu. 6 triệu còn 5 triệu. 5 triệu, đồng ý mua không? Nghĩ 5 triệu mua được rồi đấy. Mua nha. Dạ mua. Ủa mà biết chưa mua dạ, vậy? Thưa quý vị, phiên giao dịch thành công. Đóng bên đây lại, nhưng mà nhớ từ đó nha. Dạ. Mở bên đây ra. Thấy không? Làm sao mà em đoán được từ đó nếu không mua? Dùng gì? Hay cầm cái này cầm thẳng đang quăng. Gì? Tạo hình dạ. Mua chữ miễn phí đúng không? Dạ đúng ạ. Mua chữ miễn phí, em muốn mua nào? Em muốn mua nào. Ok không? Rồi chơi. Ok B2 đây. B2 mở ô chữ. Đó. Thấy không? Nhìn đoán được. Sao em thấy hoang mang vì cuộc đời quá. Bên đây có muốn dùng quyền miễn phí không? Em thấy bên kia mở nhiều mà vẫn hoang mang. Hay là anh mở lượt bán tiếp theo? Em nghĩ là anh mở đi ạ. Mở lượt bán tiếp theo. Lần này mời kem mua trước. Nghĩ là A4. B1 bấm anh. B1 A4. B1 cũng được luôn. Hay là A3 A4 B4. A3 A4 B4. Mua 3 ô luôn. Nhà đại gia có khác. A3 A4 B4. Trời ơi, giờ mình mua lại bán 10 triệu quê. Trời ơi. Gắt sao? Quá. Bên đây muốn mua hay không? Chị mua còn 4 ô đó. Mua cho vui. Đừng mua này nha. B5 hoặc B8. B5 và B8. Mua luôn không? B5 và B8 phải mua luôn. Mua 3 ô luôn. 3 ô đi anh. A5, B5, B8. Dạ. Dạ. 3 ô. Mở ô chữ. Nãy nhớ cái này không? Ta có. Đó. Muốn mua hả? Biết câu trên rồi. Bên đây làm sao? Anh đọc lại cho bọn em nghe đây. Cái chủ đề. Câu cái giao nói về đức tính, coi trọng lễ tiết phẩm hạnh của những người phụ nữ khi đã có gia đình. Lễ tiết phẩm hạnh của người phụ nữ. Dùng quyền gì? Dạ, dùng mua ô miễn phí. Ô nào? Dạ, ô B1. Mở ô B1. Trời ơi, sao mua cái đó phí quá trời quá đất luôn. Tại vì bên đó không biết cái này. Thôi không sao bạn, mua cả em. Bên đó thì không có biết cái này. Dạ, dạ, đúng rồi. Anh ơi, em mua free nhá. Ủa làm gì còn ô nào đâu mua phí. Mua phí. Bây giờ mà. Muốn mua lại bên kia. Bọn em bán cho nè. Em muốn mua một trong hai. B4, B7 đúng không? Dạ. Bên kia có bán B4 không? Chúng ta hãy làm điều gì để có thể sau cuộc thi chúng ta gặp nhau và nhìn nhau mỉm cười được không? Chị phá giá đi. B4 quan trọng. Từ từ cho mình, cho mình xem lại B4 hay B7 nha. Em mua 2 ô giá sỉ. Mua 2 ô giá sỉ. B4, B7 luôn, thiệt. B7 đi. Thì chị hỏi giá coi. B7 đi. B7 ạ. Bao nhiêu nè, nhớ số đỏ. B7 7 triệu. B4 4 triệu phải không? B4 5 triệu giá sàn anh. B4 5 triệu. 5 với 7 là 12, hợp lý. Hợp lý. Trúng cái này được 2 ô 10 triệu. Thôi, ở nhà luôn đi. Không bán. 2 ô 10 triệu đi. 2 ô. Ok. 2 ô 8 triệu. Rồi, bán luôn. Bán 2 ô 10 triệu, B4, B7. Mở. Em biết từ này. Em. Ê, chắc chưa, thôi đánh đi. Đánh nha. 2 triệu luôn chị đánh mạnh vô. Con 2 triệu. Chị đánh nhẹ quá. Quánh chị đá đồng tiền hả? Bắt đầu. Chưa chồng đi sớm về hôm. Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi. Dạ, chốt. Chốt chưa? Dạ, chốt. Đây là đáp án. Sai. Chết rồi. Bên kia biết hết trơn rồi. Đọc đi chị. Chưa chồng đi dọc đi ngang. Có. Vậy. Cái năm mình đúng họ đúng mà. Họ đúng mà. Chưa chồng đi dọc đi ngang. Có chồng. Nãy đã kêu nghe cho kỹ, tập trung nghe rồi. Hồi nãy là có cứ chồng cứ thẳng một đàng mà đi. Đọc lại lần nữa nè, bên kia chú ý nghe nha. Dạ. Chưa chồng đi dọc đi ngang. Có chồng
có cứ chồng cứ thẳng một đàng mà đi. Chốt chưa? Dạ. Chốt rồi. Đây là đáp án. Sai. Yeah. Em được đánh không? Được. Nhanh đánh, đánh, đánh. Đọc đi. À, à, nhớ. Chưa chồng đi dọc về ngang, có chồng cứ thẳng một đàng mà đi. Yeah, đúng rồi. Chốt chưa? Dạ chốt rồi. Đúng rồi, thông minh quá. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Sai chữ về. Sai chữ A5. Nãy ta không đúng có quá. Chữ ngang mà người ta có chữ về. À, xui ghê. Xui dữ luôn. Thần đồng đây nè. Yeah. Thần đồng ăn may gì có. Không mấy cho em xin giấy bút em ghi được không ạ? Nó còn có những cái gì bản là chưa chồng liếc dọc liếc ngang. Đúng rồi, chồng liếc dọc, rồi ngang, cứ thẳng đúng. Một đàng mà đi. Hoặc là có chồng có vợ thẳng đàng mà đi. Đó. Và 20 triệu cho đội Thần Đồng. Xin cảm ơn. Trời em ơi, tại em đầu tư nhiều quá em. Ủa mà em bỏ tiền cũng nhiều lắm anh. Câu số 2, mời ô chữ. Đây, cho em chọn trước. Muốn mua lô nào? Mình chọn đi chị. Vẫn là, em nghĩ vẫn là A1, A6, B6. Hoặc là này nhỉ. A1, A6, B6. Chơi vậy, ai chơi vậy? Đó, người ta mua trước, người ta có quyền chọn lô đất đẹp. Nhà mình. Hay là lại anh ở đầu sông, em cuối sông. A3, B3, B7 được không? Hay B1. A3, A4, B. Hoặc là đây. Đây và đây. A3, B2, B8. Không. Em muốn không? Cái này hoặc cái này và cái này không? A3, B3, dạ B8. Dạ. Dạ, thôi tùy duyên ạ. Gợi ý. Mời các em nhìn lên màn hình. Đấy, nhìn đi, thấy quen không? Cái cầu này là cái cầu ở... Tất cả những cái gì mình biết hãy để đó làm cái thông tin mật của đội mình. Dạ, em chỉ nói vậy thôi. Đó. Gợi ý nè. Câu ca dao có nhắc đến tên một tỉnh được mệnh danh là thủ phủ miền Tây sông nước. Nếu nghĩ ra đó là tỉnh gì thì cái tỉnh đó nó có trong câu ca dao này đó. Dạ. Mở ô chữ. Đó, ngon ha. Câu này quen lắm. Trời ơi, dân miền Tây phải biết câu này nghe Lộc nghe. Lộc. Dạ không, giọng em giống miền Tây chứ không phải người miền Tây. Tao Thảo. Muốn mua bên kia không? Thế không mua bên kia đi. Cần mua không chị? Mình giàu nhiều. Mình giàu. Câu này quen lắm á. À. À. Hết hồn. Cái gì vậy bà kia? Đánh chiên á? Từ từ anh, em đứng lên tập trung. Trời ơi chị. Thiếu từ nào, ô nào? Em bán, bên này em bán chị ạ. Giá rẻ lắm. Bên kia bán cho. Không mấy mình mua, mình nói cho nó chính xác á. Biết có câu đầu à? Không, tôi sẽ nhớ ra được câu sau. Trời ơi, sao không nhớ được hai câu đầu? Mua đi. Bên kia có mua không? Bên đây em bán giá rẻ cho này. Tôi không cần mua cái này, tôi chỉ cần mua hai ô mà đang trống màu xanh thôi là tôi biết. Nếu như các bạn bây giờ không có đáp án, anh sẽ mở lượt bán thứ hai, đồng ý không? Dạ. Mở. Lần này thì mình mua trước. Dạ. Mua ba ô đi. Mua ba ô đi. Sao mà sao tự nhiên không giờ quên mất vế sau luôn nè. B1, B5 thêm cái nữa. Cái này chị biết rồi, cái này chị biết rồi. B1, B5, cái nữa. Bắt từ từ đã nào. Nếu mà vậy tại sao mua B1, B2 luôn, một giây luôn mình nhớ ra dễ hơn. B2, B5 hả? Ừ. Ở trên chị chắc không vậy? Chị chắc. Rồi lâu. B1, B2, B5. Rồi, mua. Bên đây. Đi chợ gì lâu quá. Muốn mua nào? À, dạ chắc mua hết trơn rồi. Mua B4, B7 thôi. A4, A5 kìa. A4, A5 với B7. B7. Mình biết rồi, thì mình mua B4, B7 thôi. Cái nào biết rồi thì thôi. A4, B7. Bán A3 đúng không? A4, B7. Chuẩn bị. Mở ô chữ. Em biết rồi. Lên đánh chiên. Ê, chắc không vậy? Ôi. Bên kia chuẩn bị nghe. Sao em? Câu này mà sai nữa thì thật sự em chắc chắn là em sẽ bị lùn đến 5 phân. Trời đất ơi. Trời ơi. Em xin phép đọc. Đọc đi em. Lâu quá. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Chốt không? 95-98% là đúng này. Cái B4 nè, đang lăng tăng B4 nè. Chị chắc chắn. Rồi vậy chị. Từ. Đấy đó, đấy đó. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đấy hay ai đi đến đó lòng không muốn về. Đó này, đó. Dạ. Đó, đọc lại nè, lần cuối nè. Cần lại. Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Chốt. Dạ, chốt. Đây là đáp án. Chính xác. Chính xác. Yeah. Ghê vậy. Thank you. Trời ơi.
Ủa Thảo, câu này sao em không lên đánh chiến? Câu này quen mà. Em buồn ghê. Tao bị mấy cái chỗ không biết. Em mua rồi. Mà em ơi, ca dao nói về miền Tây thì đến đó chứ không ai đến đấy. Đến đó đúng. Đến đấy là văn phong người Bắc. Người Bắc đúng không? Dạ vâng. 20 triệu cho đội thần đầu. Mình nghèo rồi, mình nghèo rồi. Đầu tư nhiều quá mà không lên đánh chiên. Câu số 3, mời ô chữ. Câu này khó nên mua nhiều đi. A1, A2, B3. Hay là A1, A2, B... A1, A2 và B3. A1, A2 và B3. Họ đã mua được những ô rất quan trọng. A5, A6, B7 không? Ừ. Em thấy ok không? Dạ, bọn em mua chị A5. Chị trả lời được, mang chị ok hết á. Dạ. A5, A6, B7. A5, A6, B7. Gợi ý. Câu ca dao phê phán hành vi của những kẻ cơ hội, đồng thời khuyên ta sống thanh cao trong sạch. Mở ô chữ. Chị biết hai từ này rồi, đúng không? Hai từ này là mình biết rồi, đúng không? Từ nào vậy? Nè, ba từ này nè. Sao? Bây giờ các bạn có muốn mua lại của nhau không? Hey, da, da. Mua đi, mua hai cái này đi. Ai bán mà mua? À, em bán. Bên em mua bán. Nào? Chị đang định mua A1, B3 luôn này. Ok, được. Cái chị giá sĩ A1, em sẽ đoán được A2. A1, B3, bên kia bán bao nhiêu? Bên em bán 15 triệu anh ạ. 2 ô. Cho cái giá để còn mua cho nó ngon lành, ngon nghẻ nào. Nhẹ nhàng với nhau, thuận mua vừa bán em ơi. Thấy bên kia vừa làm ăn, ăn nên làm ra quá. Còn nãy thì nãy ít thôi. Chị em muốn mua bao nhiêu, em trả giá đi. Chị trả giá thế nào? Người ta nói giá 15 như triệu cũ đó. Đi 10 triệu đúng không chị? Đúng rồi. Được, được. Vật giá thì cũng leo vật, thang. Vật giá leo thang quá trời luôn mà. Người ta gọi là có qua có lại mới tỏi à, lòng chị, nhau. Em thấy mình 10 triệu. 10 triệu ngon rồi. Gia đình chồng con bên kia mà, thôi để mặt cái đi. Dạ bán đi anh. Bán 10 triệu. A1, A1 B3. Đó, thấy không? Ra A2 chưa? Nè, nè, A1, A2. Nè, ra này chưa? Này quen lắm nhưng mà em... Mà ít ra được, ra câu A2 chưa? Không cần phải mua A2 nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đúng đó, rồi. Đó, thấy không? Rồi, bây giờ các em có muốn mua gì lại bên đây không? Dạ không. Không phải không? Gia anh sẽ mở lượt bán mới nha. Chồng. Đây, anh sẽ mở lượt bán thứ hai từ giá của nhà đầu tư. Bên này mua trước. Mình mua 3 ô luôn đấy chị. B8 không hay là B2? B8, B2 thì miếng nào ngon hơn anh? Khó lắm, cho nên là hoặc là anh với trường hợp đội này mua 2 ô liền kề. Mua 3 ô. Mua 2 ô. Mua 2 lô liền kề. Mua biệt thự song lập đó em. A4, B1, B2. Liền kề có nghĩa là B1, B2. Đó, A4, B1, B2. Dạ, bọn em mua A4, B1, B2 ạ. A4, B1, B2. Tính mua đó hả? Mình cũng mua ô liền kề đi em. Mua biệt thự song lập đi. B4. Cái này biết chưa? Không có biết luôn. Vậy có mua không? Mua A3 hả? Mua đi. Mua A3. Ừ, mua A3 đi. Chắc nè, B4 nè. B4, B5 hay B4, B6? A3. Khó vậy. Đúng rồi, mua A3 đi. A3 là chắc rồi này, nhưng mà ý là hai câu nữa, hai cái ô nữa mình mua cái gì? B4, B5 đi. Hoặc B5, B6. Nói chung cái nào nó cũng sẽ đã có này rồi, hai này rồi. Ờ thế này. Này này nhá. Ba nhá. Rồi, A3, B4, B5. A3, B4, B5. Mở ô chữ. Không biết luôn. Nhưng mà bây giờ ít ra nè là A2 đoán ra được rồi nè. Đó. Thì câu này thì mình biết rồi, còn câu dưới này có. Ừ. Trong Hằng, nói chi không em? Chưa có biết câu trả lời. Ủa vậy hả? Thế em đứng lên thăm hở quá. Em tưởng là được nghe. Mua đi, nói vậy thì mua của nhau đi mới đoán được. Đúng rồi, B1, B2 đây. Bán B1, B2 không em? Thảo, B1, B2 bán giảm giá cho anh ta chút. Nãy mình bán được cái quá lời rồi. Cái này em biết luôn á chị. Như cũ đi, như cũ đi. 10 triệu à? 10 triệu à? Phải giảm giá chứ, nãy người ta mua rồi. Khách giảm quen, khách quen, khách VIP. Khách quen đi. À, đây là người ta gọi là mua sỉ đó. 7 triệu đi, 7 triệu. Hả? Thôi vậy 8 triệu. 8 triệu. 8 triệu, 8 triệu bán không? Bán riêng mà mình đi thắng không? Không. Yeah. Không. 8 triệu là giá đẹp. Mua không? Mua. Dạ mua. Mua, bán. B1, B2 mở ra nè. Đó. Trời ơi, hai cái từ này không biết. Vâng, vâng. Vâng. Ừ. À. Rồi. Ừ, giờ hồi đi chơi đại luôn chơi. Em anh. Dùng gì? Miễn phí. Đánh chiên miễn phí. Miễn phí 2 triệu. Miễn phí mà quánh chi bự vậy? Đọc, bên kia chú ý nghe nè. Ừ. Dạ,
em xin đọc ạ. Đục nước thì lại béo cò, trong như giá ngọc cò mò, có mò vào hang, hang hang. Đáp lại lên nữa. Đục nước thì lại béo cò, trong như giá ngọc, trong như giá ngọc cò, cò mò vào. Ủa sao con cò nó mò vào hang lúc nước trong ra là sao, để làm gì? Mục đích con cò đó để làm gì? Ủa con cò nó kỳ vậy trời. Ý là nó mò vào hang nên nó thanh ngọc, nó thanh gì đó, nó Thảo chú ý nữa đó. Thảo, em chú ý em nghe cái câu này để hồi nếu mà có sai tới riêng mình. Cò bò, cò mò. Đã, đục nước thì lại béo cò, trông như giá ngọc cò mò vào đâu ạ? Đây là đáp án, chốt chưa? Chốt. Rồi, mặc dù nó rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe. Và máy quay phim vẫn lấy được nha. Dạ. Đáp án sai. Có phương mấy thủy đi chị. Đúng một mà? Từ. Đúng một sai, từ luôn. Sai đi em, sai đi. Sai, em sai gõ chuông miễn phí. Nghe kỹ nè, bên kia nghe kỹ nè. Câu của bọn em là đục nước thì mới béo cò, trông như giá ngọc cò mò vào đâu. Chốt chưa? Chết rồi. Thật ra em biết á. Thôi đừng xạo biết. Quá đi. Nhưng mà em muốn tạo vợ. Cơ hội cho em mình. Nhường vợ vợ em. Wow. Đây là đáp án chính xác. Đây mình đấy, câu này dành cho mình luôn đấy. Còn tim mang tính nhân văn. Câu này đúng dành cho bọn em luôn. Nhóm cơ hội 20 triệu dành cho đội số đỏ. Hay quá thấy không? Cái câu này giống như dành cho đội bên đây luôn á. Nãy giờ cứ me bên đây mà trả lời sai cái hốt luôn rồi đó. Như vậy là chúng ta đã đi qua 3 câu của vòng 2. Số tiền thưởng còn lại của hai đội như sau. Đội số đỏ ngồi rung đùi hốt tiền về, không có tốn công suy nghĩ. Xong rồi còn thêm 20 triệu thắng nữa chứ. Rồi bên đây nói ra cái gì sai, bên đây sửa vô cái là xong. 55.500.000 đồng. Wow. Ghê không? Thành đại gia rồi. Là 20 triệu đó của tụi em bán. Mà đã vậy bên mình mua cũng nhiều nữa đúng không? Mua 18 triệu lận. Mua tới 18 triệu nữa. Mà cái câu này nếu trúng thưởng thì trúng có 20 triệu à. Bỏ ra tới 18 triệu để mua. Rồi chưa kể đầu tư mấy lô đất đó nữa. Coi như là nổi cái tiền. Nếu em thắng đi chăng nữa em cũng đã bị thâm vốn rồi. Đúng không? Đội Thần Đông. Cái số tiền bây giờ nó còn thi thương lắm. 15.500.000. Ủa? Thục vốn rồi còn gì nữa. Vốn rồi đó. Không, anh đưa cho 20 triệu bây giờ còn có 15 triệu rưỡi hả? Em ơi. Rồi. Sao vậy Hằng? Tiền tôi đau quá mẹ. Kiểu mà chơi quên nói về luôn. Nãy anh đã hỏi nhấn lại rồi. Đục nước thì lại béo cò hả? Em có điều gì muốn nói với mọi người trước khi em chia tay chương trình đấy không? Anh em chia tay chương trình rồi hả anh? Chia tay rồi em. Chia tay chơi nữa. Ủa? Chơi nữa. Mày là mình vô. Bây giờ mình sẽ nháp chơi lại đúng không anh? Không em ơi, giấy bây giờ cũng tốn tiền mua đó em. Em còn 15 chỉ có mua giấy thoải mái luôn. Không có mua giấy đủ đâu em ạ. Star, em có điều gì muốn chia sẻ với gia đình và khán giả của em? Dạ. Về cái tính kinh doanh máu lửa của mình. Trước khi em nói về tính kinh doanh của em, em xin được chia sẻ rằng là ngày hôm nay kết động lại một câu đó là hai vợ chồng nhà này, dù bên này có thắng hay bên kia có thắng thì các cụ mình cũng sẽ có câu là lọt sàng xuống nia. Cái gì lọt sàng xuống nia. Lọt sàng xuống nia. Cái sàng ở trên cũng cái nia nó ở dưới, nó có lọt xuống thì là cũng dưới đó. Thì là cũng dưới đó. Không rơi rớt đâu được hết. Còn nếu mà lọt bên này thì là ok đấy, thì nói chung là thôi ạ, không sao đâu. Kinh doanh nó là cái khác, còn đây là một cuộc chơi. Mọi thứ đều vui vẻ. Cho vui. Chúng ta sao lọc? Em nói cho mọi người biết đi, đây có phải là thuyết âm mưu của em không? Không. Em nghi ngờ quá anh, em nghi ngờ lắm. Em nghi ngờ. Em nghĩ mình thắng đó chứ. Sao đâu ra còn 15 triệu à? Không, mà nói chung là vô đây thì mới thấy là kiến thức mình không có gì hết trơn. Mình bổ sung lại kiến thức em mình. Em nói thế chị cùng đội với em đó. Không thì chị trả lời không mà em ngồi em bán cho đã tay. Anh ơi, bây giờ người ta đổi hết cho em anh ạ. Không, tức là em ta đang khen em đấy. Em trả lời không đó mà sai hết. Thì đó là... Tức là Hằng biết nhiều chứ phải không? Nhưng mà có những cái gì bản như anh nói đó, do những cái đúng một từ hoặc là sai từ thôi. Không phải là do mình dở mà do không may mắn, đúng thiệt. Đó như cái chữ mà thì hay chữ mới đó, thì chữ thì nghe cũng hợp lý đúng không? Mà chữ mới nó cũng đúng dạ, vậy. Đúng rồi. Đục nước thì mới béo cò. Đục nước béo cò thì lại béo cò đó. Cho nên là mình hay bị lẫn lộn những cái từ đó thôi. Cảm ơn các em đã đến với chương trình ngày hôm nay mà góp phần làm cái số vốn của nhà bên kia gia tăng đáng kể nha.
đội số đỏ. Hôm nay đúng là may mắn số đỏ thiệt quý vị. Họ sẽ bước vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng đặc biệt. Vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Đây, mời ô chữ. Chị chọn trước đi. Chị 10, chị 11, em 10. Chị 11 ô đấy. Chị mở câu ô. Mở trên đi, mở câu 1 nè. A1. A1. Gian trải cả 3 cái luôn. A1, C1, E1. A1, C1, E1. B3, A6, B7. B3, A6, B7. Mới có 4 ô, thêm bao nữa. B1, B2, gì đó, B8. Dạ, A4 A4 đi. A4. A4, A4 B6 đi. A4, B6. A4, B6. Là cái này đủ 7 rồi đúng không? 1, 2, chưa, 4, mới có 6, còn 1 ô nữa. B8 luôn đi. B8 đi. B8 hay B1? B8 ạ. Rồi Thảo chọn câu dưới đi. Tương tự đi, tương tự câu trên ha. Thôi, thêm 3 đi, C3 này. C3, D4, D5, D2, D7. C3, D2, D4, D5, D7. Rồi, 1, 2, 3, rồi, 4, 5, 4, 5, 6. 6 vẫn còn một cái nữa, chọn C5 đi. C5 đúng chị? C5 ạ. Rồi, Thảo chọn câu dưới nè. F1 anh. F1. E2 đi anh, E2 đi. E2. E2, rồi, E5. E5. E6 luôn không? F6, F7, F4 không? F4 đi anh. F4. 2, 3, 4, 5. 5 rồi, 2 ô nữa. F6, F7 không? F6, F7. F6, F7. Chúng ta đã mở ra 21 ô. Bây giờ những ô chữ này sẽ mở ra kèm với những lời gợi ý của anh. Trong vòng 120 giây hãy đoán nha. Bắt đầu, mở ô chữ. Câu ca dao cho rằng người yếu thế một khi đã dám đứng lên chống lại cái mạnh vẫn có khả năng giành phần thắng. Câu 2, đây là câu thơ miêu tả về nhân vật Hoạn Thư trong tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du. Câu 3, đây là câu thơ trong bài ca dao Tát Nước Đầu Đình. Các em cứ đọc lớn lên sai là không sao hết. Cứ ráp vào. Áo anh đã lỡ. Áo anh bị rách đã lâu à? Không. Áo anh thì rách đã lâu, mai em ấy, mai em lấy thì chỉ khâu cho mà khâu em khâu chưa cho đúng mà. Bề ở trên là bề ngoài, bề ngoài thơn thớt nói cười. Mà trong nham hiểm giết người không nhau. Chốt chưa? Đúng chốt. Nực. Câu 3 dễ đó, câu 1 cũng dễ. Nực chấu. Nhẩm thử coi. Nực cười châu chấu đá xe. Nực cười châu chấu đá xe. Nực cười châu chấu đá xe. Ai rẻ xe nghe. Nực cười châu chấu đá xe. Nực cười châu chấu đá xe. Tưởng đâu chấu ngã, ai rè xe nghiêng. Chưa đúng. Nực cười châu chấu đá xe. Tưởng đâu chấu té, ai rè xe nghiêng. Sai. Nực cười châu chấu đá xe. Áo anh xúc chỉ đã tưởng lâu. Tưởng đâu chấu té, ai rè xe nghiêng chứ. Tưởng anh xúc chỉ đã lâu, mai về. Nực cười châu chấu đá xe. Hết giờ. Tiếc là cái câu 1 Nam đọc sai có một từ thôi đó. Nực cười châu chấu đá xe. Em đọc là tưởng đâu đúng không? Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng. Câu 2 là Thảo đọc chính xác. Bề ngoài thân thức nói cười mà trong nham hiểm giết người không giao là cái câu thơ nói về nhân vật Hoạn Thư trong truyện Kiều. Câu 3, áo anh sức chỉ đã lâu. Câu sau là gì? Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Đúng rồi, mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khâu rồi anh sẽ trả công, đến khi lấy chồng anh sẽ giúp em một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu tâm. Đó là cái bài ca dao Tát Nước Đầu Đình. Như vậy là các bạn đã trả lời đúng một câu, 20 triệu đồng.
Hôm nay đến với chương trình Sao Hay Chữ thì lần đầu tiên Xuân Thảo cùng với Phương Nam, hai chị em có dịp hợp tác với nhau trong một trò chơi. Thì em thấy thế nào Thảo? Dạ rất là mới, rất là dạ thật ra thì rất là vui khi được lần đầu tiên kết hợp với Nam. Và hai chị em cũng khá là may mắn. Dạ đúng rồi, hai chị em may mắn, rất là may mắn hả? Số đỏ mà đúng không? Còn với Nam, đối với chương trình này em cảm nhận điều gì? Đầu tiên thì em cứ tự tin rằng là cái vốn mà ca dao tục ngữ của 1000 năm Thăng Long của người miền Bắc nó dày lắm, nhưng mà sau chương trình thì em thấy là chắc là mình phải học tập thêm nhiều nữa. Và cũng may mắn là hôm nay được kết hợp với cả chị Thảo, hai chị em như cái cột đèn giao thông, may mắn. Và đó là những gì mà các bạn đã trải qua, những điều rất thú vị. Những cái câu ca dao nó sẽ là những cái kiến thức dành cho chúng ta, kiến thức về văn học, kiến thức về văn hóa dân gian, về ca dao tục ngữ trong kho tàng phong phú của Việt Nam mình. Và các em đã vượt qua những thử thách mà chương trình đưa ra, mang về cho mình số tiền hiện tại là 75.500.000 đồng. Xin chúc mừng các em. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Sao Hay Chữ xin được phép kết thúc. Chương trình dưới đây truyền thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Mi thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Us Banana, em là một YouTuber. Tiếp theo, mời em. Mình là Duy Kinh Ngố, là một blogger, YouTuber. Tiếp theo, em gái. Em tên là Keo Ly Nguyễn. Cảm ơn em. Tiếp theo. Em tên là Huỳnh Điệp Kiều Ngân và em là diễn viên ạ.